Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em với bài tập toán lớp 5, bài 133 nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài 133 mình sẽ làm bài luyện tập nha. Trước hết là câu số 1, tính quãng đường giờ viết qua ô trắng. Như vậy ở đây người ta cho mình một cái bảng. Dòng thứ nhất chính là vận tốc, V chính là vận tốc đúng không? T chính là thời gian và S chính là quãng đường, và đơn quãng đường mà sẽ tính theo đơn vị km nha. Như vậy ở đây mình thấy là vận tốc là 54 km/h, thời gian là 2:30. Như vậy mình sẽ đổi 2:30 này qua giờ đúng không? Như vậy là 2:30 mình sẽ đổi qua giờ. 30 phút có nghĩa là nửa giờ đúng không? Có nghĩa là 0,5 giờ, cộng với 2 này là sẽ là 2,5. Như vậy mình sẽ lấy 54 nhân cho 2,5 nhé. Thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ tính nháp phía dưới này, được kết quả bao nhiêu mình sẽ ghi lên đúng không? Giờ như vậy 54 mà nhân cho 2,5. Giờ các em tính nháp ở ngoài nha, thầy cho kết quả luôn nha. Như vậy 54 nhân 2,5 chính là 135 đúng không? Giờ 135 mình sẽ ghi lên đây, chính là 135 km nhé. Giờ tiếp theo là cột bên đây, người ta cho vận tốc là 12,6 km/h, thời gian là 1,25 giờ. Như vậy mình sẽ lấy 12,6 nhân cho 1,25. Giờ kết quả bằng bao nhiêu mình ghi xuống dưới đây nữa. Giờ các em lấy yến giáp như mình tính nhé, 12,6 nhân cho 1,25, thầy cho kết quả cho nhanh nhé, chính là 15,75 km đúng không? Giờ tiếp theo, ở đây vận tốc người ta cho là 44 km/h, thời gian người ta cho 1 và 3/4 giờ. Như vậy đây là hỗn số, mình đổi hỗn số về phân số giờ về số hợp phần. Giờ xác minh sau đó mình sẽ lấy vận tốc nhân cho thời gian đúng không? Như vậy là mình sẽ đổi hỗn số về phân số nhé. Như vậy là 1 và 3/4. Mình sẽ đổi về phân số. Như vậy mình sẽ lấy 1 nhân 4 là 4 cộng 3 là 7. Như vậy là 7/4 đúng không? Rồi. Sau đó mình sẽ lấy 44 nhân cho 7/4 đúng không? Có nghĩa là 44 nhân 7 chia cho 4. 44. Mình sẽ lấy 44 giờ như vậy mình sẽ lấy 44 nhân cho 7/4 đúng không? Giờ mình sẽ lấy 44 nhân 7/4, 44 nhân 7/4. Ở đây thì các em có thể lấy 44 nhân 7 chia 4, hoặc là mình lấy 44 chia 4 chứ vậy nhân 7 cũng được. 44 mà chia 4 là 11, 11 nhân 7 sẽ là 77. Như vậy kết quả sẽ là 77 nhé. Mình sẽ ghi lên đây sẽ là 77 km đúng không? Giờ tiếp theo, cột kế tiếp thì vận tốc người ta cho là 82,5 km/h, thời gian người ta cho là 90 phút. Như vậy mình sẽ đổi cái phút này qua giờ đúng không? Như vậy mình nhớ là đổi từ phút qua giờ mình sẽ chia cho 60. Như vậy có nghĩa là 90/60 giờ đúng không? 90/60 thì mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 30, sẽ được 3/2 đúng không? Giờ sau đó mình sẽ lấy 82,5 nhân 3/2 nhé. Mình sẽ lấy 82,5 mình nhân cho 3/2. Giờ kết quả bằng bao nhiêu thì mình sẽ ghi lên đây đúng không? Giờ như vậy là 82,5 nhân cho 3/2, kết quả sẽ là 123,75 km đúng không? Giờ cái phần tính nháp mình sẽ xóa đi nhé.
Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ câu số 2, một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 42 phút đến thành phố lúc 11 giờ 18 phút với vận tốc là 42,5 km/h. Tính quãng đường từ nhà người đó đến thành phố. Như vậy là người ta cho thời gian lúc đi lúc đến chứ không mà sẽ tính thời gian đi từ nhà đến thành phố của người đó đó. Bằng cách lấy 11 giờ 18 phút trừ cho 7 giờ 42 phút. Đúng không? Sau đó mình sẽ đổi qua giờ nhé. Giờ sau đó mình sẽ lấy vận tốc nhân thời gian thì giờ là kết quả cuối cùng. Giờ thầy sẽ làm câu số 2 nhé. Thầy sẽ đổi màu đỏ cho các em dễ nhìn nhé. Giờ trước hết mình sẽ tính thời gian. Đi từ nhà đến thành phố của người đi xe máy lại như vậy mình sẽ lấy 11 giờ 18 phút mình sẽ trừ cho 7 giờ 42 phút giờ như vậy là thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem nha. Như vậy mình thấy là khi thực hiện phép trừ mình sẽ lấy giờ trừ giờ phút trừ phút nhưng mà 18 nhỏ hơn 42 như vậy mình sẽ lấy bớt 1 giờ đúng không? 11 giờ mình sẽ lấy bớt 1 giờ còn 10 giờ. Đúng rồi. 18, 1 giờ đó mình đổi qua phút sẽ là 60 phút. 60 phút cộng với 18 là 78 phút. Sau đó mình trừ cho 7 giờ 42 phút. Giờ sau đó mình sẽ lấy giờ trừ giờ phút trừ phút, 7 giờ 10 giờ trừ 7 giờ còn 3 giờ. 78 trừ 42 mình sẽ nhẩm luôn nha. Mình sẽ lấy đưa hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ chục như vậy đây sẽ là 36. 36 phút. Giờ như vậy sau khi tính nháp mình sẽ được là 3 giờ 36 phút. Giờ mình sẽ đổi cái phút này qua giờ luôn. Như vậy là 3 giờ 36 phút mình sẽ đổi qua giờ. 36 mà đổi qua qua giờ thì mình sẽ chia 60 đúng không? 36 mà chia 60 sẽ bằng bao nhiêu? Thế là 0,6. 0,6 cộng với 3 này này chính là 3,6 giờ nha. Giờ như vậy cái phần đổi đơn vị mình sẽ để dưới đây nha. 3 giờ 36 phút mình sẽ đổi thành 36 giờ đúng không? Giờ sau đó mà cái phần tính nháp mình sẽ xóa đi đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tính quãng đường từ nhà người đó đến thành phố đúng không? Giờ quãng đường từ nhà người đó đến thành phố là như vậy mình sẽ lấy vận tốc nhân cho thời gian. Vận tốc sẽ là 42,5 đúng không? Nhân cho thời gian là 3,6 giờ. Giờ các em sẽ lấy nhớ cho mình tính nha. Ở đây thì cho kết quả luôn cho nhân. Kết quả là 153 km đúng không? Giờ đáp số nha. Như vậy đáp số là 153 km nha. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ tiếp theo câu số 3. Một người đi xe đạp với vận tốc là 12,6 km/h. Trong 2 và 1 phần 2 giờ. T
tính quãng đường người đó đi được. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ đổi cái mình sẽ đổi 2 1 bằng 2, giờ này mình sẽ qua qua số thập phân luôn đúng không? Giờ sau đó mình sẽ lấy vận tốc nhân thời gian thì sẽ ra quãng đường thôi đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 3 luôn nhé. À, thầy sẽ đổi màu đỏ cho các em dễ nhìn. Như vậy là chưa hết mình sẽ đổi nhé. À, 2 1 bằng 2. Giờ như vậy là 2 phần 1 2 giờ. Mình sẽ đổi từ hỗn số qua phân số. Thì mình sẽ lấy 2 nhân 2 cộng 1 sẽ bằng 5, chính là 5 phần 2 giờ. 5 phần 2 giờ chính là 2,5 giờ đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tính quãng được người đó đi được là nhé. À, như mình sẽ lấy vận tốc nhân cho thời gian 12,6. À, mình nhân cho 2,5 đúng không? Giờ các em sẽ lấy nhép cho mình tính nha. Thầy cho kết quả luôn. Chính là 31,5 km đó. Giờ đặt số thôi. 31,5 km đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4. Một xe ngựa đi với vận tốc là 8,6 km/h. Từ 8 giờ 50 phút đến 10 giờ 5 phút mình sẽ tính quãng đường xe ngựa đi được. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ tính thời gian xe ngựa đi bằng cách lấy thời gian 10 giờ 5 phút chiều cho 8 giờ 50 phút. Giờ sau đó mình sẽ đổi giờ phút qua giờ. Giờ sau đó mình lấy vận tốc nhân thời gian lại và kết quả cuối cùng. Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nha. Giờ trước hết mình sẽ tính thời gian xe ngựa đi là. Giờ như vậy mình sẽ lấy 10 giờ 5 phút. Mình trừ cho 8 giờ 50 phút đúng không? Giờ thầy sẽ tính nhép phía dưới này cho các em xem. Bình thường thì mình sẽ lấy giờ trừ giờ phút trừ phút đúng không? Nhưng mà cái 5 phút này nhỏ hơn 50 phút. Như vậy mình sẽ lấy bớt 1 giờ đi. 10 giờ và lấy bớt 1 giờ còn 9 giờ. Đúng không? Giờ sau đó mình sẽ trừ cho 8 giờ 50 phút nha. Giờ sau đó mình sẽ lấy giờ trừ giờ phút trừ phút. 9 giờ trừ 8 giờ là còn 1 giờ, đúng không? 65 mà trừ 50 thì còn lại 15 phút đúng không? Giờ như vậy sau khi tính nhép xong mình sẽ được là 1 giờ 15 phút mình sẽ ghi lên đây. Giờ sau đó mình sẽ đổi 1 giờ 15 phút này mình sẽ đổi qua giờ nha. Như vậy là phút đổi qua giờ mình sẽ chia 60. 15 chia 60 sẽ là 0,25. Cộng với 1 này sẽ là 1,25 giờ. Giờ sau đó mình sẽ tính quãng đường xe ngựa đi được lại. Giờ như mình sẽ lấy 8,6 mình nhân cho 1,25 đúng không? Rồi các em tính qua nhép nha. Thầy sẽ cho kết quả luôn. 8,6 nhân cho 1,25 chính là
10,75 đúng không? Đơn vị sẽ là km nha. Giờ đáp số luôn. Đáp số là 10,75 km. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt em nha.